Tử Vi tuổi Kỷ Mùi 1979 tháng 2 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử Vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, theo quan niệm của Tử Vi học, số mệnh của con người vào thời điểm được sao tốt soi chiếu, tự nhiên may mắn sẽ xuất hiện. Mỗi một vì sao tốt lại mang đến những vận mệnh khác nhau của mỗi người. Và đây cũng là một yếu tố thúc đẩy hoặc cắt đứt vận may. Hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu, tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 có được cát tinh chiếu đến hay không? Và các hung nạp vận chi tiết của tuổi Kỷ Mùi sẽ ra sao? Hãy cùng nghe những phân tích chi tiết của các chuyên gia phong thủy cũng như nghe lời khuyên xem gia chủ nên làm gì để thành công và thuận lợi trong cuộc sống. Mời quý anh chị hãy theo dõi ngay video sau đây của chúng tôi. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi video. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2021. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 năm 2021 và kết thúc vào ngày 30 tháng 2 năm 2021 âm lịch. Từ ngày 13 tháng 3 năm 2021 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch. Tháng Tân Mão có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Mão Lục Hợp Tuất, Tam Hợp Mùi và Hợi Thành Mộc Cục, Xung Dậu, Hình Tỵ. Xung Dậu, Hình Tý, Hại Thìn, Phá Ngọ, Tuyệt Thân. Đối với những người Kỷ Mùi trong tháng 2 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 6 tháng 2 năm 2021 tới ngày 18 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Ất Sửu. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 2 năm 2021 tới ngày 30 tháng 3 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Sửu. Thứ ba là ngày âm lịch 30 tháng 2 năm 2021 tới ngày 11 tháng 4 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Sửu. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Mùi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời, để công việc được thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Nếu mang vật phẩm ở bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, còn có các ngày tốt đối với người tuổi Kỷ Mùi trong tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 2 tới ngày 23 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Canh Ngọ, có nạp âm là Lộ Bàng Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 2 tới ngày 4 tháng 4 dương lịch, có nạp âm là Nhâm Ngọ, có nạp giáp là Dương Liễu Mộc. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn có thể tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở phía trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Mùi 1979 trong tháng 2 âm lịch. Người tuổi Kỷ Mùi 1979 mệnh thiên thượng hỏa, tính tình cương trực, thẳng thắn, song nói năng đôi khi thiếu suy nghĩ sẽ làm mất lòng người khác. Bản chất tốt, không có tâm cơ, cũng chẳng bao giờ có ý làm hại
hay đặt bẫy ai, họ luôn sống hết lòng với bạn bè nên có mối quan hệ rất rộng, được bạn bè yêu mến. Cuộc đời tuổi Kỷ Mùi được quý nhân nâng đỡ, tương trợ khá nhiều, con đường công danh, sự nghiệp gặp phải khó khăn gì quá lớn có thể coi là bình an, thuận lợi. Có điều người tuổi Kỷ Mùi đôi khi tâm trạng thất thường, sẽ nổi nóng, nên sửa đổi điều này trở về nên hoàn thiện hơn. Sức khỏe có kém thì chủ yếu là do áp lực quá lớn khiến cho tinh thần căng thẳng. Cho nên bản mệnh cần học cách thả lòng mình, có thể đi du lịch để giải tỏa bớt áp lực, lấy lại tinh thần rồi quay lại cuộc sống bình thường. Bước sang tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu 2021 được tam hợp nâng đỡ nên các phương diện trong vận trình của người tuổi Kỷ Mùi nhìn chung khá ổn định, sự nghiệp phát triển, tài lộc khởi sắc. Chuyện tình cảm lứa đôi cũng đang trên đà tiến triển tốt, nhưng chú dê sẽ tìm được hạnh phúc đích thực thuộc về mình. Trong tháng 2 âm lịch cũng sẽ giúp cho chuyện làm ăn, kinh doanh cũng như công việc của bản mệnh tiến triển thuận lợi. Nhưng mối nhân duyên tốt sẽ tạo quan hệ tốt, hợp tác cùng nhau phát triển. Tân âm kim gặp mùi âm thổ là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Mùi cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Để may mắn thuận lợi trong công danh, tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Sự nghiệp của tuổi Kỷ Mùi. Bước sang tháng 2 âm lịch, Mùi tạo nên cục diện tam hợp, cho nên những người tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Tuổi Kỷ Mùi sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của Kỷ Mùi sẽ tương đối ổn định, các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của bạn. Vì vậy, năm nay, sự nghiệp vì thế cũng tăng lên đều đặn. Trong tháng 2 âm lịch, tử vi nhắc nhở tuổi Kỷ Mùi cần phải thận trọng, kẻo gặp họa tiểu nhân. Công việc của bạn đang trên đà tiến triển tốt, vì thế mà có thể bị nhiều kẻ xấu nhòm ngó. Do sự nghiệp của bản mệnh có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian tháng 2 âm lịch, tuy nhiên bản mệnh sẽ phải tham gia vào những buổi tiệc tùng, tụ tập. Vì thế bản mệnh cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không để ảnh hưởng tới chất lượng của công việc. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần phải thận trọng trong từng bước đi của mình, tránh việc bốc đồng, sốc nổi hay chủ quan, thiếu chỉnh chu trong công việc. Nếu không, sẽ bị tiểu nhân lợi dụng sơ hở mà lấy mất vị trí của mình. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ Kỷ Mùi nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, nạp tài, tinh hoa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm còn giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội về tài lộc. Xem tử vi tháng 2 âm lịch, tuổi Kỷ Mùi không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Sự phát triển ổn định của sự nghiệp sẽ mang lại may mắn về tài lộc, các khoản đầu tư vào thời gian rảnh rồi cũng sẽ tăng thêm thu nhập. Tuy nhiên, bạn cũng không thể quá ngông cuồng và lãng phí. Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng này có thể may mắn kiếm được tiền. Hiệu năng tuyệt vời sẽ dẫn đến sự gia tăng đáng kể về tiền lương và tiền bạc. Ngoài ra, bạn giỏi đầu tư vào các dự án tài chính có rủi ro và lợi nhuận thấp, nhìn có vẻ không tinh tế nhưng sẽ mang lại cho bạn thu nhập an toàn cao khi được tích lũy ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, bạn lại có xu hướng chi tiêu nhiều, tất cả các loại chi tiêu đều sẽ tăng lên trong năm và cần phải phát triển một kế hoạch tốt để làm cho tất cả hài hòa và đáp ứng. Thời điểm này, cơ hội tài lộc cũng khá nhiều, bản mệnh nên chú ý nắm bắt thời cơ, chớ nên cho đi thời cơ trôi qua quá nhanh mà thân còn đang mù mịt về bước đường phía trước. Đặc biệt, bản mệnh nên làm việc thiện, có thể từ đó sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được thêm với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình. Cho đi là nhân ái, hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng, chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, sẽ lợi bất cập hại. Để may mắn thành công, các gia chủ tuổi Kỷ Mùi hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa, Phật pháp,
cùng sự chất lọc những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa một năng lượng xua tan được tà ma. Đây cũng chính là những nghiên cứu được các thầy trong hiệp hội phong thủy lồng ghép vào trong đó. 5. Tình cảm và gia đạo của tuổi Tỵ, tình cảm và gia đạo của tuổi Kỷ Mùi. Chuyện tình cảm của người tuổi Kỷ Mùi có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp trong tháng này. Người độc thân chinh phục được ánh mắt của bạn khác giới trong những buổi tụ tập bạn bè nhờ bản tính cởi mở và hài hước của mình. Bản mệnh sẽ quen được những người bạn thân, có cơ hội tìm được người như ý muốn. Với những người đã có gia đình thì bản mệnh cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Trong tháng 2 âm lịch này, gia đình sẽ gặp phải những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề một cách tồn đọng, thấu đáo nhất, tránh làm sức mẹ, tình cảm gia đình. Những gia chủ Kỷ Mùi sẽ gặp những khó khăn nhất định trong con đường, tình duyên. Chính vì thế, bản mệnh cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, tam giáp khai vận, Hợi, Mão, Mùi của kênh phong thủy Gia Cát, được sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, hòa hợp vợ chồng, gia đạo. Về sức khỏe, những người sinh năm 1979 sẽ có sức khỏe tốt trong tháng 2 âm lịch. Sự nghiệp trôi chảy, cảm xúc ổn định, tập thể dục thường xuyên sẽ góp phần giúp sức khỏe của bạn luôn được tốt, như phải tránh xa rượu và thuốc lá. Năm nay, sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bạn uống và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bạn tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể của bạn. Vì vậy, tốt hơn hết là nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Để tăng cường sức khỏe, những người Kỷ Mùi cần mang bên mình vòng tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi. Vòng tam giác khai vận của kênh phong thủy Gia Cát được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi vừa chia sẻ với quý anh chị về vận trình tử vi của gia chủ tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 trong tháng 2 âm lịch. Tất cả những sự cố gắng của bạn đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Hãy cố gắng để đạt được mục đích của mình, cũng đừng quên đăng ký kênh, giữ gìn, chia sẻ và quan tâm đến các thành viên trong gia đình. Thời gian vừa qua đã tin tưởng và đồng hành cùng kênh Phong Thủy Gia Cát. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới ô bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những gia chủ Kỷ Mùi trong tháng 2 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Chúc mọi người luôn thành công và thuận lợi trong cuộc sống.